Hello. Thế hôm trước làm bài tập về nhà chưa con? Làm bài tập về nhà chưa? Mẹ em chưa in. Nhìn bạn thế sau bạn cố gắng bạn làm ra vở cũng được nhá. Bây giờ sẽ phải làm này. Hôm trước không biết là cái bài mình sao với bạn đâu. Lúc đây hay làm. Nào bây giờ làm cho cô bài này trước nhá. Correct mistake là bây giờ mà làm bài tìm lỗi sai. Con sẽ gạch chân các lỗi sai nhá. Bạn gạch chân lỗi sai xong rồi bạn sửa ở dưới được chưa? Gạch chân lỗi sai rồi sửa ở dưới. Câu 7 bạn bỏ đi nhá. Câu này chắc cũng chả rơi vào đâu.
Nào câu 4, câu 5 cố nốt đi con. Câu 4. Nghe thật kỹ đây bạn ơi. Ví dụ như là I hay là she hay là he, những cái đấy nó mang chính là kiểu cái chữ chữ phẩy D này, chính là would. Thế thì là gì? Would like. Đấy. Would nhá, được chưa? Thế bạn sẽ sửa là gì? Would like. Like thì lúc nào cũng phải là gì đây? Verb như nào? Có chia không? Cho câu hỏi đây, chữ like này có chia không? Chữ like này có chia không? Không chia thì ở đây nó phải sai ở chữ này này. Nhớ sau would like nhá. Chữ like không chia đâu. Sau would chữ like không chia. Con phải tập trung vào. Con đang đầu óc để trên mây lắm. How many sẽ thành how much. Được chưa? Câu này how much sẽ sửa thành how many. Tiếp đây, tôi cần một chai dầu ăn. Thế thì cái chữ ơ có sai đâu. Chả sai gì cả, phải là gì? Chữ for phải sửa thành gì? Of. Nhớ chưa? Câu 4 nào, câu 4 đã hiểu câu 4 chưa? Một, yes. Một cái chai gì chứa gì đó nhá, phải là a bottle of. Hay là một cái cốc chứa gì đó như câu 1 đi, a glass of milk. Đấy. Thế what would she like? Sai, tại sao chữ like lại sai? Chữ like quá đúng rồi, phải là từ to trở thành for. Muốn ăn gì cho bữa sáng phải dùng từ for nhá. À đây trở thành is, đúng rồi. Some thành any. Để ý, chú ý thật kỹ những cái gì cô đang sửa, những cái gì con đang sai này này. Cẩn thận kẻo lại đi thi rơi đúng vào đấy. Bây giờ nhá, bạn hôm trước cô đã cho check các mẫu câu mà gì? Hỏi là bao nhiêu tiền, bây giờ
áp dụng mẫu câu đó làm bài này đi. Dịch các câu sau sang tiếng Anh. Sử dụng mẫu câu hôm trước cô cho chép như nào? Sử dụng mẫu câu. Dùng một mẫu câu, hai mẫu câu tùy bạn, hay ba mẫu câu hay gì đấy tùy. Làm đi nhá, làm lên bảng nhá. Nào nãy giờ vẫn chưa làm được câu nào hả con? Câu nào dễ nhất thì làm đi, con còn nhớ mẫu câu không đấy?
Câu 3 thì về phần ngữ pháp đúng rồi, nhưng cô sửa nhá, một thì con sẽ không viết là this mà phải là dùng là gì? Nhá, thay từ vào nhá, một là được chưa? Một chai nước, nhìn thấy ở trên này có cái từ một chai dầu không? A bottle of cooking oil thì một chai nước sẽ là gì? Is a gì chai, chai đâu? Is of gì? Sửa cũng Wood. đấy, con viết lại cho cô câu đấy đi, tự viết lại xem nào. Cái chai là bottle được chưa? Cái từ này nghĩa là cái chai. Tự làm lại xem nào. Rồi tiếp. Chữ kilo trong tiếng Anh vẫn là kilo nhá. Nào, stop. Bây giờ cô muốn con sử dụng cho cô mẫu câu dùng từ cost. Câu 1 dùng cho cô mẫu câu dùng từ cost đi. Dùng cách dùng từ cost xem nào. Trong bài thi người ta sẽ bắt phải dùng hai mẫu câu này đấy.
À, thiếu một chữ how much does a kilo, xong rồi cũng giống như những cái này này, một chai nước là a bottle of water, thế thì một cân thịt bò sẽ là a kilo. Chưa? A kilo of beef cost. Rồi. Nhớ cho cô hai mẫu câu này thật kỹ đấy, vì có thể sẽ bị kiểm tra vào. Bây giờ nhá, mời bạn làm cho cô câu câu 3 này, làm cho câu 3 nhá. Câu 5 và câu 6. Làm câu 3, 5, 6. Làm 3, 5, 6 đi. Chia động từ nhá, đây là bài chia động từ. Nào cô cho tối đa 5 phút làm thôi nhá. Làm đừng có bị chậm quá. Con ơi, câu hỏi đây là tại sao does lại đi với you được hả bạn? You mà đi với does à? Bây giờ đã biết được là does dùng như nào và do dùng như nào chưa? Đã nắm được chưa? Ở hiện tại đơn nhá. Thứ nhất là xác định đây là thì gì? Do cộng thì gì nhá? I, you, we, they mới là do chứ. Còn he, she, it mới là da chứ con. Nhưng mà con, đây là thì gì? Có từ gì? Xin. Xin thì là thì gì? Các bạn học, các bạn quên hết sạch thế này, nó làm gì? Hiện tại hoàn thành. Thì chuyển thành gì? Còn nhớ phân tử hai của nó là gì không? Phân tử hai của C là sin mà. Làm tiếp nào.
Là câu 3 và câu 6 đi con. Bây giờ vẫn chưa xong. Còn 1 phút nữa là hết giờ rồi. Nghĩa là hết cái số lượng thời gian làm bài này rồi. Nào, bạn đang có tra từ điển hay là gì không đấy? Tại sao cô thấy đánh gõ cành cạch mãi mà nãy giờ không hiện ra một chữ nào là sao? Trong khi bài này nó chỉ có đúng chia đúng hai từ thôi, đánh đúng hai từ mà nãy giờ cứ thấy gõ là cạch mãi mà không thấy làm ra được cái câu nào cả. Phải tự làm chứ. Nào nốt câu 3 đi xem nào con ơi. Lâu quá. Đi thi không ai cho mình nhiều thời gian đến thế này đâu. Có mà người ta cho có mỗi 60 phút bắt làm 40 câu ấy. Thậm chí là có 45 phút thôi. Nào, bây giờ chú ý thật kỹ nhá. Những cái câu như là nói về gì ớt rồi gì săn nghĩa là cái gì đây nhở? Trái đất rồi thì mặt trời các thứ đấy. Những cái mà liên quan đến các hiện tượng tự nhiên ý. Nghĩa là 365 ngày nghe thật kỹ đây nhá, tập trung vào nhá. Cứ 365 ngày thì trái đất lại quay quanh một vòng quanh mặt trời. Nó là một hiện tượng tự nhiên. Thế thì luôn luôn dùng ở thì hiện tại đơn. Nhớ thật kỹ nhá. Nói về hiện tượng tự nhiên thì phải nói dùng hiện tại đơn. Câu này này, muốn làm được câu này bạn nhìn đây. Like, được chưa? Hiện tại đơn. Most evenings là hầu hết các buổi tối. Nghĩa là đây là một cái mà sở thích. Mà nói về sở thích thì phải dùng gì? Hiện tại đơn luôn. Most evening nghĩa là sao? Tối nào, hầu như tối nào cũng chơi đúng không? Hầu như tối nào cũng chơi nghĩa là một cái thói quen mà nó xảy đi, nó xảy ra đi đi lại lại. Thế thì dùng hiện tại đơn. Bây giờ nhá, mời bạn làm cho cô bài này đi. Hãy điền các cái từ này này vào trong ô trống.
Đó. Ở đây này, chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều bức portrait là cái gì? Này nghĩa là gì đây? Là cái gì? Art gallery là gì? Là gì? Biết từ nào trả lời trước từ đấy xem nào. Thế này là con đang quên quá nhiều từ đấy. Art gallery nghĩa là một cái phòng tranh ý, phòng trưng bày tranh ý. Portrait là những cái tranh chân dung. Bạn học như thế này thì làm sao mà chấp nhận được? Không tập trung gì cả. Phải điều chỉnh lại đi, con phải điều chỉnh lại đi. Trong lúc học nhá, cô thấy cứ đang nhìn đi đâu ý, xong rồi cứ làm cái gì ý. Không biết là liệu có nhìn vào đây đang học không, hay là lại đang đánh cái gì đấy ở cái trang mạng khác là không được đâu nhá. Bạn phải rất tập trung vào, đang chuẩn bị thi rồi. Tuyệt đối không cái kiểu gọi là học, gọi là gì đấy nhở, học cô giáo ngồi giảng cho cô nghe đâu, xong rồi mình thì bật cái khác lên nghe hay lên xem. Được chưa? Tuyệt đối không làm như thế đâu. Với cả trong khi làm thì phải rất tập trung làm, không Google, không dịch, không không cái kiểu mà tra đáp án trên mạng. Bởi vì con phải nhớ đây là học thêm nhá, học thêm nghĩa là cô có cái chức năng là gì? Sửa lại những gì bạn đang kém, chứ không phải là cô chấm điểm của con. Mà con phải đi tra ở đâu cả. Cô phải biết được con đang kém ở đâu để cô còn dạy, chứ không phải là cô sẽ đi chấm điểm của bạn. Mà không cái học cái kiểu đối phó đâu nhá. Tuyệt đối không học kiểu đối phó. Đối phó trên lớp còn được, chứ đối phó với cô không cần thiết. Bạn phải xem nhà nào tập trung hơn một chút nhá. Hiện tại cô thấy là không tập trung đâu. Thường xuyên là ví dụ giáo viên hỏi rất nhiều lần mà vẫn ngơ ngơ ngác ngác, không biết là đang hỏi đến đâu. Bởi vì tại sao đang xem cái gì đấy, chứ không phải là đang học. Nên đâm ra là sao? Giáo viên hỏi mà kiểu tai mình không nghe nữa mà. Tâm trí đang để đi chỗ khác mà, nên thành ra là có biết là cô đang hỏi đến đâu đâu. Hiện tại làm như này là chưa được đâu nhá. Đang bị quên rất nhiều từ đấy. Nhớ chưa? Về sau nhé, yêu cầu bạn tập trung hơn một chút. Tiếp này, còn nhớ từ in person là gì không? In person nghĩa là ngoài đời nhá. Hoặc là trực tiếp. Chứ nó không phải là một gì, nó không phải là một danh từ đâu mà tự nhiên lại in person usually have. Ngoài đời trực tiếp thường có hơn một diễn viên là gì? Không có mang nghĩa. Phải là tôi rất là thích xem gì đấy, xem nhạc in person, thích xem các buổi biểu diễn âm nhạc như nó in person trực tiếp ý, không chứ không phải là trên TV, not on TV nhá. Được chưa? On TV sẽ ngược nghĩa với in person, bạn hiểu chưa? On TV ngược nghĩa với in person. Vì sao? On TV đâu phải là trực tiếp đúng không? Còn khi bạn đi hẳn đến một buổi hòa nhạc thì nó sẽ là gì? Bạn gặp cái người đấy thì là in person, là trực tiếp. Còn nói về actor, câu hỏi đấy actor nghĩa là gì? Actor nghĩa là gì? Từ này nghĩa là gì đây? Là gì nhỉ? Con nghe đây nhá, cô cho phép con dở sách dở vở ra xem nhưng tuyệt đối không được tra máy tính, được mở sách mở vở ra xem, được chưa? Xem là mình phải, khi mình check xong bài mình phải biết đường mình mở ra mình nhìn, chứ không phải là check xong quăng đấy, thế thì phí giấy.
biết là nhớ khi con vào phòng học ấy không hề có những cái máy tính, không hề có cái gì trực hỗ trợ cho con cả, chỉ có vở thôi, thì phải biết là à vở mình check ở đâu, đoạn nào để mà mỗi lần mà ví dụ như là học ở bài đấy biết đường mở ra để nhìn. Có tìm được không? Ở unit 4 ý. Unit 4. Các bạn học các bạn phải biết là nó nhìn từ là phải biết luôn là nó nằm ở unit nào để mà có thể gì đấy. Mở ra xem. Nhìn lại. Cứ mỗi lần mà nhìn lại mở ra xem một lần là ôn một lần là lại nhớ một lần. Nó tìm được chưa? Những cái từ này là những từ nó sẽ là trọng tâm của bài thi mà không thuộc thế này là diễn viên nhá. Thế diễn viên nó phải làm đi với từ gì? Tất nhiên diễn viên phải đi với gì? Phim rồi. Yêu cầu đây, khi mà bạn check từ mới hay là gì đấy, bạn phải nhớ được là bạn check tại đâu. Viết rõ ra là từ mới unit 4 hay là gì? Mở ra ngay đường để đọc, chứ không phải là các bạn cứ check cho qua loa xong chuyện đâu nhá. Kể cả bài vở ở trên lớp cũng phải check cho cẩn thận vào. Được chưa? Thì mới có thể có cái mà xem chứ. Thế bây giờ cô hỏi con, trong giờ mà con học trên lớp ý, có cái máy tính không, có cái điện thoại không để mà mang ra tra Google không? Chỉ có vở của mình thôi mà không tận dụng tối đa được vở của mình thì làm gì? Về nhà nhé, cô giao bài cho bạn nhé. Toàn những bài trong sách hết đấy. Con nhớ là đề thi đều chính là những gì nó rơi trong sách. Bạn làm cho thật cẩn thận vào, nhớ chưa? Làm rất cẩn thận. Ok. Đầu óc đang để ý đâu ấy? Có nghe được cô nói không? Khi mà cô hỏi thì con phải trả lời chứ. Tại sao mà bạn đang rất là mông lung đấy nhé. Bạn đang thường xuyên buổi nào cũng như thế. Cứ cô đang hỏi xong rồi hỏi đi hỏi lại hỏi mấy phút liền vẫn đang làm gì ấy? Phải chú ý thật kỹ vào buổi học. Nhớ chưa? Mỗi buổi học chỉ có 45 phút thôi. Chú ý thật kỹ vào. Cô không muốn trao đổi lại với mẹ đâu nhá, cô chỉ muốn là tự cô nhắc nhở bạn thôi chứ không muốn bảo mẹ là con đang học rất là lơ mơ đấy. Nhớ chưa? Bạn phải chấn chỉnh lại ngay. Hôm sau đừng có để cô phải nhắc nhiều, ok? Nhớ nhá.